mọi người đến với kênh YouTube của Tương OK Sài Gòn nha mọi người. Tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa đời, mà người nhẫn tâm quay đi không nói một câu. Sợ người thấy sao, tôi đây cực đẹp trai, mà bản thân tôi còn lo chưa được lối. Yeah, OK luôn mọi người, đã đối với channel của Tương OK Sài Gòn, trai 2.8 nha mọi người. Đây. OK nha mọi người. Trời sao mà đẹp trai chứ, trời đây mình mới mua áo nha mọi người. Áo này mình mua trên TikTok nha mọi người. Trời ơi giải rất là đẹp nha mọi người. Trời ơi giải này mình nhìn cái là mình đã ưng ý luôn á mọi người. OK nha mọi người thấy đẹp thì mọi người nhớ bấm like và bình luận ở dưới cho mình biết nha mọi người. Đấy, tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa đòi. OK nha mọi người. Tay mình xăm bông hồng nè mọi người. Bông hồng này là bông hồng bị héo nha mọi người. Cái này mình xong năm mình 12 tuổi, 11 tuổi gì á mọi người. Hey, xong giang hồ gì á, giang hồ chứ mình nói giỡn mọi người. Cái này mình xong đẹp á mọi người, chứ mình không phải là giang hồ nha mọi người. Mình là Tứ OK Sài Gòn thôi mọi người. Đây, tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa rồi. Trời ơi, mình mặc cái áo này vô mọi người biết mình mặc cái áo này ít lấy không mọi người. Mình mặc cái XXL rồi mọi người. Này, mấy mình nói thiệt luôn nha mọi người. Bây giờ đồ mình mặc hết vừa. Đồ quá trời luôn mọi người, quay cho coi nè. Đồ mình mua trong tủ quá trời luôn, để hình như đồ trong đây của mình đếm tầm cỡ gần 7 triệu á mọi người. Nhiều lắm, mình mua toàn là 300 mấy, gần 400 ngàn không à mọi người. Nhiều lắm à. Đấy, áo trong đây mình tới 8-9 cái rồi mọi người. Ở đây quần nữa. Nhiều lắm. Bên đây thế nè mọi người. Bên đây là mình mua nhiều lắm. Cái này đó mọi người, nhiều lắm. Nhiều lắm mọi người, quần áo mình trong đó nhiều lắm. Nhiều lắm mọi người, tại mình đem bớt cho anh của mình rồi. Tại mình mặc hết vừa mọi người. Tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa đòi, mà người nhẫn tâm thì trước đây mình review quần áo tính OK hack grab và review quần áo và tập rim. Yeah. Đấy, OK mọi người thì tới đây mình cũng thay đồ, mình quay cho mọi người coi video của mình mới mua áo cho mọi người. Đấy, áo rất là đẹp nha mọi người. Tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa đòi. Xong hết mình vì YouTube con sẽ trở thành YouTuber. Mặc dù hết ga đừng xem thường cái thằng con này đó rất hư, nhưng ngoài kia anh em đang chờ. Nghiễn là chén thơm, 50 vẫn là bất lực. Tao không ngại gì chén thơm. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên máy quay. Tốc độ là thứ tao quay, hay dù thắng hay là thua. Đam mê là phải quay cho tới, hay dù nghèo hay mày sang. Khi lên xe, khi lên máy quay là phải hết sức. Dù máy quay hay mày xa, chắc mày về miền Tây, tao sẽ dẫn mày quay YouTube. Dắt mày lên Sài Gòn, tao sẽ dẫn mày lên YouTube. Yeah. OK nha mọi người, đồ quá mình lên đồ đẹp trai quá mọi người. Mọi người thấy mình đẹp trai, mọi người thấy mình lên đồ đẹp trai thì mọi người nhớ bấm like và bấm đăng ký cho mình nha mọi người. Mọi người nhớ bấm đăng, mọi người khỏi bấm đăng ký đâu, mọi người bấm á, mọi người bấm vô chữ bấm đăng ký cho mình là được. À, tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa đài, mà người nhắn tâm tê ra. Trời, mình mặc cái áo này mình thấy mình đẹp trai quá luôn mọi người. Tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa đài, mà người nhắn tâm tê ra. Tương lai ngày mai anh sẽ ước mơ sống trong giàu sang, mong em hai bình tâm suy nghĩ lại đi. OK. Tương lai ngày mai Trương Anh Tân sẽ ước mơ sống trong giàu sang. Ước mơ của Tướng OK là làm tỷ phú như Minh chạy đấy. Tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa đòi, mà người nhẫn tâm theo ai bỏ người ta. Mà xà là xô, bà là xì xà phô. Trời sao mà đẹp trai chứ, trời mình lên đồ mình rất là đẹp trai nha mọi người. Đấy. OK mọi người. Mình đưa tay mình đụng tới cái tòa nhà luôn. Tới mọi người. Cao thêm cỡ, mình cao mét cỡ 8 mấy mình đụng tới đó. 9 mấy mình đụng tới luôn. Tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa rồi. Ủa, mình lên đồ đẹp trai quá mọi người ơi. Đấy. Quần này mình mua mặc cũng gần hết vừa mọi người. Quần này mình mua hồi năm trước nữa mọi người. Mặc cần hết vừa rồi, nó chặt cứng ngắc à mọi người.
hết chưa hết rồi. Cái áo này bây giờ trong shop quần áo của mình chỉ có cái áo này là mình mặc vừa thôi mọi người, còn mấy cái này mặc hết vừa rồi, nó chật lắm. Tài lộc quá lớn nên ăn chơi đùa đời. Ok nha mọi người, thì bây giờ tôi ok sẽ đi hết tắt nha mọi người. Đấy, tôi ok cũng quay tới đây thôi. Đấy, tôi ok review quần áo cho mấy chị coi nè. Đấy, ok nha mấy chị. Rồi bây giờ tôi ok sẽ đặt máy quay xuống thì tôi ok đi thay đồ. Tôi ok sẽ hết tắt cho mấy chị coi nha mấy chị. Ok, bye bye. Mỗi ngày thì tôi ok đắt được 20 cái nha mọi người. Đấy, ok thì mọi người thấy video mình hay thì mọi người nhớ bấm like ở dưới cho mình nha mọi người. Mọi người coi video mọi người nhớ bấm like ở dưới nha mọi người, like cái like mà ở dưới nha mọi người. Và mọi người chưa bấm đăng ký, mọi người nhớ bấm đăng ký cho mình nha mọi người. Ok, bye bye.